Câu hỏi số 4. Một Phật tử nó hỏi: kính thưa thầy, mỗi lần con niệm Phật như có vật gì bò hoài trên đầu con. Con thử lấy tay xoa và kéo xuống. Có thầy nói không sao đâu, nhưng càng ngày con càng thấy như có vật gì đó đang bò mạnh trên đầu con. Con xin hỏi hiện tượng này là như thế nào và phải làm sao cho hết? Vị này chắc chắn đang bị quỷ thâu lạp cắt chi phá. Vì sao thầy biết? Đừng hỏi vì sao thầy biết, mà hãy học cách để xử lý nó ngay. Chứ không đổ, không có để cái này lâu á thì lâu lâu là thành bệnh. Mà thành bệnh nhất thì rất khó để chữa đấy. Ở trong thầy xin giải thích một chút để cho Phật tử này cũng như một số các Phật tử hoặc là tăng ni sau này mà tu tập gặp những cái hoàn cảnh này, chúng ta có những kinh nghiệm để chúng ta xử lý. Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, ngày xưa thầy rất là hâm mộ Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư và đọc rất nhiều sách của Ngài. Đặc biệt là gì? Là nghiên cứu, phải nói là khá sâu cái bộ chỉ quán tọa thiền của Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư. Và đã thực hành nó cũng 4-5 năm trời. Và trong cái quyển chỉ quán tọa thiền của Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư có nói rất rõ về cái phương pháp gì? Trị quỷ, trị ma quỷ khi tu hành mà có chướng. Đây chính là một trong những phương pháp đó. Để điều trị cái bệnh mà Phật tử này gì? Đang mắc phải này. Trong sách chỉ quán tọa thiền của Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư nói là cái người ngồi thiền. Nhưng đây chúng ta áp dụng cho cả người niệm Phật, cho cả người trì chú, cho cả người gì? Tu tập bất cứ pháp môn nào cũng có thể xảy ra cái này. Nó là sao? Hiện tượng của nó là khi chúng ta ngồi thiền hoặc niệm Phật hoặc tụng kinh hoặc là trì chú hoặc là tĩnh tọa vân vân đó, cái tâm của mình bắt đầu gì? An một chút. Công đức của mình bắt đầu gì? Có một chút. Thì bây giờ có các loài quỷ thần đến gì? Đến phá đạo chúng ta. Hoặc là gì? Thiên ma sai đến. Hoặc là gì? Bằng lòng đố kỵ mà gì? Mà các loài quỷ đó đến. Mà các loài quỷ này gọi là cái loại gì? Gọi là tinh mị. Các loài tinh mị. Cầm đầu các loài tinh mị này thì có một con quỷ. Đó là quỷ thâu lạp cắt chi. Trong chỉ quán tọa thiền, Ngài Thiên Thai Chí Giả dẫn kinh Phật nói rằng á, con quỷ thâu lạp cắt chi này nó đặc biệt ghét người tu, kể cả người xuất gia và người tại gia, nó ghét lắm. Vì sao mà nó ghét? Dẫn chứng rằng á, thời Đức Phật Ca Diếp xuất thế, đến khi thời tượng pháp của Đức Phật đó, có một vị tỷ khiêu phá giới và bị chư tăng là gì? Tẩn xuất ra khỏi tăng đoàn. Và vị tỷ khiêu này sau khi bị tẩn xuất ra khỏi tăng đoàn ôm hận và xuất ra theo một ngoại đạo và thề rằng đời đời kiếp kiếp sẽ gì? Sẽ báo thù và phá gì? Bằng được những kẻ gì? Những kẻ xuất gia tu hành theo đạo Phật. Ông ta hận và ông ta phát nguyện như vậy. Và sau khi chết, do ông ta cũng gì? Cũng đi tu theo gì? Theo ngoại đạo. Cho nên ông ta gì? Hóa làm một loài chúa quỷ. Và con quỷ đó chính là quỷ thâu lạp cắt chi. Sách nói quỷ, mặt con quỷ này á, nó như là cây đàn tỳ bà. Và nó rất hung dữ. Nó đến phá người tu bằng chúng ta gì? Có rất nhiều cách. Nhưng mà một cách nó hay thường làm á, cách nó thường làm đó gì? Là nó bò khắp cơ thể của chúng ta.
hoặc là lưng, hoặc là thân đằng trước, hoặc đằng sau, hoặc trên mặt, hoặc trên mũi, hoặc trên tai, hoặc trong tai, hoặc chui vào tai, hoặc chui vào lỗ mũi, hoặc dò dậy ở trên trên đầu ta. Nó làm chúng ta như là có một cái con sâu, chúng ta cảm giác như có một con sâu, hoặc là một con gì, một con bọ nó cắn chúng ta, hoặc là nhiều con gì, con sâu, nhiều con bọ cắn chúng ta, làm cho chúng ta không thể định tâm được. Nhưng thực tế có sâu không? Không có sâu, không có một con sâu nào. Có bọ không? Không có một con bọ nào. Ngày xưa khi chúng tôi mới tu thiền thì cũng gặp trường hợp này, thực tế chúng tôi đã gặp trường hợp này. Có những lúc nó có thể gì? Mình có một cái điều cảm nhận gì đó nó khác biệt một cái thì tự nhiên là nó đến, nó đến và nó có thể gì? Có thể nó như là một người con gái nó ôm choàng vào mình, nhưng mà thực tế không phải, không có người con gái nào, nhưng như một người con gái ôm choàng vào mình. Hoặc là cũng có lúc gì như một con quỷ nó đến và gì, và nó đến và nó ôm choàng mình hoặc nó đánh mình. Và đặc biệt ngày xưa chúng tôi có những cái trải nghiệm thực tế đó, cái khi mà chúng tôi hay hay tu, chuyên tu ngày xưa đó, thì như có lúc đầu thì mình cũng chưa chưa học kỹ cho nên chưa hiểu, nhưng tự nhiên thì có một cái con bướm hay là cái con gì đó nó bay, nó đậu vào mặt mình, nó đậu vào mặt mình, và bắt đầu thì nghe nó cứ bò, nó nhột nhột nhột, và gì mình lấy tay mình phủi nó, nhưng phủi một cái thì được một tí rồi lại tiếp tục nghe nó gì, nghe bò vào, nó đậu vào mình và nó bò mình, phủi vài lần như thế nhưng không thấy cái gì cả, mở mắt ra không thấy cái gì cả. Và sau này đọc thấy cái quyển thực hành con bọ vân vân, mà đó chính là gì, các loài tinh mị do quỷ Thâu Lạp Cát Chi cầm đầu. Trong sách đó nói là nếu chúng ta muốn đuổi các loài tinh mị đó cũng không có gì khó lắm đâu, đó là tính theo giờ chúng ta tu tập. Ví dụ giờ Tý này, giờ Tý này thì thường là có gì, có ba cái loài linh vật, ví dụ con chuột này, chuột công này, chuột chũi này, vân vân, cái con đó thì nó đến gì, đến để phá chúng ta, thì chúng ta cứ đọc tên nó lên là gì, nó chạy. Khi chúng ta đọc được tên nó thì cái đấy các vị về xem lại, có thể các vị vào mạng tra cái quyển Chỉ Quán Tạ Thiền của Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, xem cái phần biện ma và cái cách gì, cách trị ma ở trong đó thì sẽ thấy rõ cái điều đó. 12 giờ Tí Sửu Dần Mão Thìn Tiền Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi, trong 12 giờ đó mỗi giờ có gì, có 2 đến 3 con vật, nó thường là nó cái, gọi là cái tinh mị, cái quái vật đó, chúng ta cứ kêu tên, đọc tên đó là hết. Nếu đọc tên của ba con vật đó thì trong cái giờ đó thì chúng ta ngồi ngồi thiền vào giờ gì, giờ Tỵ chẳng hạn, thì chắc chắn là gì, có con rắn rồi. Chúng ta kêu tên đọc nó lên chẳng hạn mà nó không đi, nó vẫn cứ dọ dẫy, nó bò, nó cắn chúng ta, nó làm chúng ta buồn đó. Thì cái đó chắc chắn đấy không phải là không phải là gọi là tinh mị bình thường, mà đây chính là gì, là Thâu Lạp Cát Chi, quỷ Thâu Lạp Cát Chi. Và khi đó kinh nghiệm của tổ dạy chúng ta thì lúc đó hãy đọc tên nó lên, rồi hãy kêu tên nó lên, nói là gì? Ta là đệ tử của gì, của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ta nay gì, người xuất gia, thì nói ta này là người xuất gia giữ giới tu hành, không gì, không phá giới và không sợ ngươi. Còn á, người tại gia thì chúng ta thì, ta nay là đệ tử tục gia của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ta tu hành giữ gì, giữ pháp tam quy hoặc là giữ pháp năm giới gì đó vân vân, chúng ta không sợ gì ngươi. Và khi đó chúng ta đọc tên nó lên, nói là ta nay đã biết gì, biết rõ ngươi, ngươi chính là gì, con quỷ Thâu Lạp Cát Chi, vốn xưa ngươi vốn là gì, một vị tỷ khiêu phá giới, nay ngươi không biết hổ thẹn mà lại còn gì, còn đi phá những người tu đạo nữa hay sao? Liền quở trách như thế. Pháp của quỷ gì, khi nghe người ta kêu thế gì, tên nó lên á, thì lường liền nó gì, nó bị bại lộ rồi thì là nó gì, nó sợ, nó bỏ chạy, lóm có nó bỏ chạy thôi. Như vậy là sự trả lại cái sự thanh tịnh cho chúng ta tu. Đấy là những cái phương pháp trị quỷ và đuổi quỷ. Và còn các tổ trong sách đó, tổ còn dạy có nhiều phương phương pháp nữa, hoặc là tổ trong sách đã nói là ngày xưa
Ở bên Trung Quốc có một vị thiền sư tu hành ẩn cư ở trong núi, thì thường là quỷ thần đêm đêm đến phá. Mỗi khi cụ ấy nhập định, thì thiền sư ấy nhập định thì quỷ liền đến phá, mà đặc biệt là cái lúc bắt đầu sầm sầm tối, quỷ đến phá, ma quỷ đến phá, khiến cho ông ấy rất khó để nhập định và không thể trụ lại ở nơi đó được. Ông rất phiền não và định xuống núi và bỏ hang động để đi tìm những nơi khác. Và may thay thì có một vị hòa thượng cũng ẩn cư ở gần đấy và dạy cho vị thiền sư được cái phương pháp này, và dạy cho là chỉ là dùng cái chuỗi tràng niệm Phật đó. Cái tràng này tràng cầm tay, còn cái tràng ngày xưa là tràng đeo cổ này, 108 hạt này, dạy cho dùng cái cối tràng đó gì chỉ 108 biến đại bi vào. Mỗi một cái hạt tràng này chỉ một biến đại bi, tức là đặt cái cối tràng đó lên trên cái ban thờ Phật đó, và chỉ 108 biến đại bi, chú tâm vào đó. Chúng ta chỉ chú, nhưng mà chú tâm vào cái tràng đó. Xong đó thì dạy cái vị thiền sư kia treo ra trước cửa hang động, và vị thiền sư cũng làm theo cái vị hòa thượng kia. Làm xong một cái thì bắt đầu từ hôm đó trở đi thì không có ma quỷ đến phá nữa. Chúng ta thấy đấy cũng là một phương pháp gì trị quỷ. Và ngài Thiên Tai Trí Giả Đại Sư ngài cũng dẫn dụ một cái câu chuyện nữa, là cũng có một vị ẩn cư ở trên trên núi và cũng thường bị gì? Ma quỷ đến phá, và ma quỷ nó còn hiện cả hình đến để phá. Vị này gì? Chuyển nơi nào cũng bị như thế, ở hang động này cũng bị, mà ở hang động kia cũng bị, mà lập chòi, lập am, lập chanh gì, lập am chanh để tu cũng bị. Vị này thì cũng rất là khổ sở và lo lắng về cái vấn cái sự tu của mình, không biết vì cái duyên gì mà cứ bị ma quỷ nó phá như vậy. Thì một hôm nữa gặp được vị hòa thượng lại dạy cho cái phương pháp gì, dùng cái gương á, và cũng chỉ 108 biến đại bi vào đó, 108 biến đại bi thập chú vào, tức là để cái gương lên trước ở trên ban thờ Phật của mình và nhất tâm chỉ 108 biến đại bi vào đó, và đem cái gương này treo vào cái chỗ mình hay ngồi thiền. Ví dụ cái chỗ tôi ngồi thiền hay ngồi tụng kinh như thế này, thì treo cái bức gương vào đằng sau như thế này để cho phản là cái sự ngồi như cái bức tranh. Ví dụ như bức tranh đằng sau tôi này là cái gương, và nơi này là gì, tôi hay nơi tôi ngồi thiền và tôi tu tập như thế này. Và từ khi cái vị sư đó chỉ 108 biến đại bi vào cái gương đó để sau cái chỗ ngồi thiền tu tập của mình á, và từ đó thì cũng không có một con quỷ nào đến phá ngài ấy nữa, và vị đó yên thân để tu tập. Đó là một phương pháp gì, phương pháp trị quỷ bằng phương pháp gì, đọc tên nó ra như là gì? Như là các loài tinh mị 12 giờ, thì giờ nào thì mỗi giờ có gì, có ba loài thú đến, chúng ta đọc tên nó ra thì liền là các loài tinh mị đó bỏ đi, không khủng bố được chúng ta được. Nếu mà quỷ thâu lạp cát chi á, thì chúng ta cũng kêu tên nó lên, và chúng ta thì nếu kêu tên nó mà nó chưa bỏ đi á, thì chúng ta thì đọc giới. Nhưng chúng ta mà giữ năm giới, Phật tử tại gia giữ năm giới, thì chúng ta cứ đọc năm giới: giới thứ nhất không sát sinh, giới thứ hai không trộm cắp, giới thứ ba không tà dâm, giới thứ tư không vọng ngữ, giới thứ năm không uống rượu. Đây là năm giới Đức Phật dạy cho tôi, và gì, tôi nhất tâm tôi chỉ giữ, và mình lại đọc lại nhé: giới thứ nhất không sát sinh, thứ hai vân vân cho đến thứ năm. Là cứ như vậy mình đọc đi đọc lại năm cái giới mình phát nguyện thọ trì đó, dần dần quỷ thâu lạp cát chi cũng sẽ bỏ đi. Hoặc nếu Phật tử chưa thọ năm giới thì đọc tam quy. Đọc tam quy là đệ tử con phát nguyện quy Phật rồi, nguyện đời đời gì lễ kính chư Phật, hoặc là đệ tử con gì nguyện phát nguyện quy Phật thì không quy hung thần quỷ quỷ vật, đệ tử con là gì, tên pháp danh là gì, quy y pháp rồi nguyện gì không quy y ngoại đạo tà giáo, đệ tử con tên là pháp danh là quy tăng rồi nguyện đời đời không quy tổ niệu Bắc Đảng. Cứ đọc đi đọc lại như thế vài lần, nhắn đến là nhiều lần, thì tự nhiên quỷ kia cũng sẽ biến mất. Hoặc rằng có thể chúng ta dùng câu gì, niệm Phật nhất tâm niệm Phật, niệm Phật thì có thể nó không đi đâu. Ngày xưa tôi đã thử rồi, mình niệm Phật đó thì nó càng làm tới, bởi vì nó nói gì, nó nói là gì? Phật thì từ bi, Phật gì, Phật thương tất cả chúng sinh. Đương nhiên Phật không có sự phân biệt giữa ma và gì, ma và người, ma và đệ tử của ngài, cho nên gì,
mình niệm Phật á, nó không có sợ. Thì khi đó mình cần đuổi nó thì mình phải dùng gì? Không dùng Phật mà mình dùng ấy, dùng các vị kim cang, các vị hộ pháp để đuổi nó bằng cách gì? Chỉ tụng những cái câu thần chú của các ngài. Ví dụ như chỉ tụng gì? Chú Đại Bi chẳng hạn. Nếu mà chú Đại Bi nó dài quá, chúng ta chỉ cần gì? Chỉ chú Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn An Mani Văn Minh Hồng của Đức Quan Thế Âm thôi. Hoặc chú gì? Văn Thù Chân Ngôn của Đức gì? Của Đức Văn Thù Án Sĩ Lâm Bổ Lâm thôi. Nếu mà các loài quỷ thần mà hung á, chúng ta chỉ những câu thần chú thông dụng đó, ví dụ Văn Thù Chân Ngôn Án Sĩ Lâm Bổ Lâm đó, hoặc là chú Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn An Lam đó, hoặc là chú Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn An Mani Văn Minh Hồng đó, mà gì mà nó không đi thì chúng ta phải dùng biện pháp mạnh, đó là tâm chú Lăng Nghiêm. Tâm chú Lăng Nghiêm đó, đó là tâm chú Lăng Nghiêm là Anala Lệ Tỳ Xà Đề Về La Bà Xà La Là Đi Bà Nà Bà Nà Đế Bà Xà La Băng Phán Hồ Đô Đô Mân Sa Bà Ha đó. Nhất tâm mà chỉ cái câu thần chú đó, 21 biến, 149 biến hoặc 108 biến trở lên thì quỷ sẽ liền gì? Liền bỏ chạy. Đây là biện pháp mạnh. Đó. Đây là biện pháp mạnh. Thì cho nên có rất nhiều cái phương pháp để gì? Để trị quỷ, để đuổi quỷ, đuổi ma đuổi quỷ, để cho tâm thân tâm chúng ta yên tâm để tu tập. Cho nên cái trường hợp Phật tử này chắc chắn đang bị gì? Bị tinh mị và các quỷ và quỷ Thâu Lạp Cát Chi nó này đang quấy phá cái đạo hạnh tu của vị này. Vì sao mà bị phá? Có hai nguyên do, có rất nhiều cái nguyên nhân, nhưng mà tôi nói hai nguyên nhân cơ bản bao trùm tất. Đó là nguyên nhân thứ nhất, mình tu hành được một chút công đức và gì, thiên ma ba tuần sai các vị tiểu quỷ, tức là quỷ Thâu Lạp Cát Chi và các loài tinh mị đến gì để phá đạo hạnh tu của mình, khiến cho mình gì không thể nhập tâm, không thể một đời vãng sinh, không thể một đời giải thoát được, và ở lại thế giới này gì là kẻ hầu người hạ cho gì, cho thiên ma. Cho nên đây là cái nguyên nhân thứ nhất, là chúng ta có một chút công đức là cho nó nên nó phá. Cái nguyên nhân thứ hai này, tâm chúng ta tu cầu mọi gì, mong chứng thần thông hoặc là mong chứng gì, mong đạt được một cái danh văn lợi dưỡng tiếng khen gì đó, hoặc mong được một cái gì đó không phải là chính đạo. Cho nên á, Phật Bồ Tát các ngài không gia trì cho chúng ta, hộ pháp thiện thần các ngài thì cũng không gia trì cho chúng ta nữa, cho nên các ngài quay lưng bỏ đi. Vì vậy gì, ma nó đến gì, nó phá đạo chúng ta. Đó. Quỷ nó đến đó gì, nó hành chúng ta, nó phá đạo chúng ta. Các oan gia trái chủ nó đến thì nó đòi nợ chúng ta. Đó. Cho nên trường hợp này một trong hai trường hợp này có thể xảy ra. Cho nên những điều quan trọng nhất thôi, không hỏi là Phật không nên, Phật tử này không nên đi tìm là con là bị trường hợp thứ một hay trường hợp thứ hai, không cần như thế. Giống như trong kinh Đức Phật nói, kẻ bị thương thì không nên hỏi là gì, mũi tên này ai bắn ta, vì sao họ lại bắn ta, giống như người trúng tên độc mà không nên hỏi là vì sao họ lại bắn ta, mũi tên này gì, người bắn tên tên là gì, và mũi tên này được bắn ra từ đâu, cái tên này được làm bằng gì, được tẩm thuốc độc gì, nó bắn như thế nào, vân vân. Không nên hỏi cái đó, chưa hỏi xong đã chết rồi, chưa tìm hiểu xong đã chết rồi. Điều quan trọng Đức Phật nói đối với bậc trí thì ngay lập tức liền phải nhổ mũi tên ra, tìm cách rìa vết thương lại và kiếm thuốc hoặc kiếm thầy thuốc để gì, để mổ và chữa trị vết thương ngay mới có cơ hội sống được. Người tu chúng ta cũng như vậy, điều quan trọng nhất bây giờ Phật tử là phải xử lý cái vấn đề mà vào là khi niệm Phật cứ nghe thấy gì, nghe thấy trên đầu có cái con gì nó bò hoài, lấy tay thì kéo xuống nhưng mà gì, nhưng mà không kéo được, nó có đâu mà kéo, nó không có thật tướng, cho nên gì không kéo, chỉ có phương pháp gì như thầy nói lúc nãy đó, về xem nên tìm hoặc là ra cho quán sứ mua thỉnh cái quyển Chỉ Quán Tọa Thiền của ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư á, nhớ là quyển Chỉ Quán Tọa Thiền niệm Phật của ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, xem về những cái phần biện ma sự và phần trị ma trị quỷ ở trong quyển sách đó, rất lợi ích cho các quý vị. Học thuộc đi, nếu mà tu trong vòng 12 giờ đó thì những cái con tinh mị nào nó đến kêu tên nó lên nó bỏ chạy, hoặc quỷ Thâu Lạp Cát Chi cũng kêu tên nó lên đuổi nó bỏ chạy, hoặc là trì nhất tâm trì chú thì nó sẽ bỏ chạy. Nên điều quan trọng nhất phải dụng tâm này, dụng tâm cho trong sáng. Tâm tu Phật không cầu danh văn lợi dưỡng, đó là tâm trong sáng.
Tâm tu Phật chỉ cầu này minh tâm kiến tính, trên thì cầu giáo pháp của Đức Phật để khai ngộ tâm tính của mình, dưới thì tùy duyên tùy nguyện để dẫn dắt cứu độ chúng sinh mà thôi. Đó chính là cái tâm gì, tâm cầu chính pháp, tâm tu chính pháp, tâm học chính pháp và tâm tu chính pháp đó. Cho nên đấy thì khuyên câu thứ tư này, xin trả lời và có lời khuyên như vậy. Amen.